Chiến dịch Chạy Vì Trái Tim suốt 6 năm qua là một chiến dịch không ngừng nghỉ của những tổ chức và cá nhân. Đây là một chiến dịch của những tấm lòng cho đi mà không mưu cầu nhận lại. Những tưởng đây là một điều đơn giản nhưng không phải ai muốn làm cũng làm được và làm bền bỉ từ tận bây giờ, và đã gây quỹ được 7,2 triệu USD, cứu sống được 6.200 trái tim của em nhỏ, đồng nghĩa với việc giúp các gia đình vươn lên vượt khó và tạo được giá trị nhân văn trong cộng đồng. Như rất là mong tất cả các bạn trẻ có thể dành một ngày trong năm thôi tham gia vào chiến dịch này và hãy cùng chạy để tạo nên được một sức mạnh cộng đồng. Bởi vì chỉ có ai sống trong cái không khí đấy mới cảm nhận được sức mạnh cộng đồng to lớn như thế nào. Và hãy xem trong những năm vừa qua, Run for the Heart đã làm được những điều gì cho các em nhỏ. Thay mặt cho Gamudaland and Vina Capital, với tư cách là đại sứ truyền thông của năm nay, Nhi rất mong tất cả các mạnh thường quân có thể biết được đến chương trình Run for the Heart và chung tay góp sức cho chương trình ngày càng một lớn mạnh. Và Nhi mong rằng những tấm lòng tốt đẹp của chúng ta sẽ đồng hành để đưa chiến dịch thiện nguyện này vươn tầm quốc tế. Okay guys, and one last thing I want to tell you is let's save the generation together for a better world. And you know, when you do the good things, you deserve the same. Giờ đây, các em đã có được một cuộc sống khỏe mạnh, thỏa thích vui chơi cùng bè bạn, hạnh phúc được cấp sách đến trường và đón chào một tương lai đầy tươi đẹp. Với khát vọng tiếp tục mang đến trái tim khỏe mạnh cho các em nhỏ bất hạnh trên khắp Việt Nam, Chạy Vì Trái Tim 2018 hy vọng tiếp tục đón nhận sự chung tay góp sức của cộng đồng, cùng nhau mang đến sự hồi sinh đầy quý giá và viết tiếp cuộc đời đầy tươi đẹp cho các em. Thưa quý vị, chúng tôi
mong muốn là tiếp tục có thể mang đến những trái tim khỏe mạnh dành cho các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh. Vậy vì trái tim 2018 tha thiết kêu gọi quý vị và các bạn sẽ cùng đóng góp và đồng hành cùng với chúng tôi hồi sinh những trái tim bé bỏng. So on the 16th of December, we have Run for the Heart. Whether you are a celebrity or you're a regular person, or doesn't matter, everyone should join it and support to create more awareness so we can raise more money and make it possible for all these kids to live a good life. And they need a strong heart to be able to run. I just want to support them a lot for Heartbeat and for the Vietnamese kids. Hãy chạy cùng tôi vào ngày 16 tháng 12 năm 2018 tại Celeron City, thành phố Hồ Chí Minh. Chạy vì trái tim, nối nhịp tim, vươn mầm sống.